nội dung chính trong chương trình Thời sự tối nay. Các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp tỉnh đang gặp khó, trong khi nhu cầu cần tuyển 10.000 lao động nhưng chỉ nhận được vài trăm. Nông dân Hậu Giang chuyển đổi 10.000 hecta trồng màu dưới chân ruộng, thu nhập cao hơn 30% so với trồng lúa vụ hè thu. Sau thành công vượt ngoài mong đợi, tất cả 6 dự án của học sinh Hậu Giang tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia tại khu vực phía Nam đều đạt giải thưởng. Làm sao để những dự án này trở thành những ứng dụng hữu ích trên thực tế và tiếp tục khơi gợi khả năng sáng tạo của học sinh? Vấn đề trong tuần sẽ bàn luận xung quanh câu chuyện này. Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem kênh HCTV. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình Thời sự tối thứ Bảy ngày 18 tháng 3 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm mà doanh nghiệp quan tâm khi chọn đầu tư ở tỉnh là hạ tầng ở các khu cụm công nghiệp có hoàn chỉnh để đáp ứng được nhu cầu hoạt động. Thời gian qua, Hậu Giang đã có sự đầu tư nhưng cũng nảy sinh nhiều vướng mắc cần được nhanh chóng tháo gỡ. Nhiều ngày hôm qua, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp. Nhu cầu vốn để tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu cụm công nghiệp cần trên 115 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mức giá thu phí sử dụng hạ tầng tại các khu cụm công nghiệp còn thấp, chưa đảm bảo vấn đề duy tu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phân kỳ thực hiện. Trước mắt, tiến hành làm hạng mục đường số 1 và phần đường số 6 tại khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Về kiến nghị gia hạn thời gian giải thể Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, ông Nguyễn Văn Tuấn không thống nhất do thời gian giải thể, sáp nhập đã kéo dài so với quy định. Ông yêu cầu đơn vị khẩn trương bàn giao các phần công việc còn lại cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng kế hoạch, xây dựng công trình dân dụng tỉnh, thực hiện thủ tục, thanh quyết toán và quản lý đối với các dự án mới. Chậm nhất đến cuối quý 1 năm nay phải giải thể đơn vị này, phải được hoàn tất. Tỷ số thành phần đạt thấp nhất đối với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long là đào tạo lao động. Doanh nghiệp luôn kêu than khó tuyển người, đặc biệt là lao động có tay nghề cao. Đây là điểm yếu chí tử của vùng đã kéo dài nhiều năm nay vẫn chưa được khắc phục. Tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, tình trạng thiếu lao động vẫn đặt trong tình trạng báo động. Dù đây chưa phải là lúc rộ mùa của những đơn đặt hàng, áp lực cạnh tranh nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp ngày càng tăng cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lạc Tỷ 2 ở khu công nghiệp Tân Phú Thạnh đang có nhu cầu tuyển khoảng 7.000 lao động. Mặc dù đã đi gõ cửa các ngành và xin tuyển thêm lao động từ nơi khác về, nhưng việc tuyển đủ lao động phục vụ cho dự án mới là khó khả thi. Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang cũng đang gặp tình trạng tương tự. Thông báo tuyển 2.000 lao động phát đi từ trước Tết Nguyên Đán, nay vẫn mới chỉ tuyển được khoảng 300 người. Những dự án chuẩn bị đi vào hoạt động như công ty cổ phần Mekong Logistics, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ hàng hải Hậu Giang cũng vất vả tuyển dụng nguồn lực có trình độ chuyên môn đến lao động phổ thông. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, thiếu hụt lao động có nhiều nguyên nhân, nhất là sau Tết, nhiều công nhân không trở lại làm việc bởi mức thu nhập chênh lệch nhiều so với các tỉnh thành khác như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô, đặt thêm dây chuyền máy móc, thiết bị nhằm đẩy mạnh sản xuất nên cũng cần tăng cường lao động. Điều này vô hình trung trở thành áp lực lớn, kể cả doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm. Những năm gần đây, tình hình nuôi trăng ở Hậu Giang phát triển khá nhanh. Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh đã có gần 280 hộ nuôi với trên 50.000 cá thể. Tuy nhiên, hoạt động gây nuôi của bà con chỉ dựa vào kinh nghiệm là chính, ít áp dụng kỹ thuật tiên tiến của thế giới. Nhằm giúp bà con nắm rõ hơn về cách thức chăm sóc trăng, mới đây, cơ quan đại diện CITES Việt Nam tại phía Nam phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang đã tổ chức hội thảo quản lý cơ sở nuôi và chế biến trăng với sự góp mặt của hơn 20 hộ nuôi trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, ông Daniel, đại diện nhóm chuyên gia về trăng của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN PPCG, đã giới thiệu cho bà con về quy trình quản lý giết mổ trăng nhân tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó,
Trăng phải được đảm bảo các chế độ về phúc lợi động vật như không bị đói khát, không bị khó chịu cả về thể chất lẫn tinh thần, không bị đau đớn, thương tật, bệnh tật. Ngoài ra, các chuyên gia còn trình diễn giết trăng nhân tạo bằng phương pháp gây chấn thương bằng một cú đánh mạnh vào đầu. Đây là biện pháp hiệu quả và đơn giản nhất để gây chết êm dịu đối với trăng tại các cơ sở chế biến ở các nước đang phát triển. Dần chuyển đổi cây trồng vật nuôi để thích ứng với biến đổi khí hậu là hướng đi tất yếu để thu nhập của người nông dân không bị giảm sút nhiều. Vụ hè thu sớm năm 2016-2017, bà con Hậu Giang xuống giống hơn 21.000 hecta lúa, nhưng thu lợi không cao cho nên 10.000 hecta đất của trồng lúa đã chuyển sang trồng màu các loại, vừa giúp nông dân cải thiện thu nhập, vừa giữ cho đất luôn ấm, hạn chế cỏ dại phát sinh cho những vụ sau. Trong gần 10.000 hecta rau màu đã xuống giống có hơn 1.000 hecta trồng bắp, còn lại như là dưa leo, dưa hấu, khổ qua và ớt. Hiện tại rau màu đang sinh trưởng phát triển tốt, một số đã thu hoạch, tiền lời dao động từ 4 đến 6 triệu đồng cho mỗi công, tăng khoảng 30% so với trồng lúa vụ này. Cũng theo bà con, do việc trồng cây màu có thời gian thu hoạch ngắn hơn cây lúa, từ đó chủ động được nguồn nước tưới tiêu và giảm chi phí trong sản xuất. Để tiếp tục nhân rộng và duy trì diện tích rau màu sang vụ như thế này, ngành chức năng cần hướng dẫn nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã có người ăn nên làm ra, biến loại hoa tao nhã, bén duyên trên vùng đất lúa. Chỉ một công đất mà thu nhập mỗi năm khoảng 80 triệu đồng. Đó là anh Nguyễn Hải Phần, trồng trên 30.000 chậu hoa lan, các loại như là Mokara, Dendro, Hồ Điệp, Ngọc Điểm, Vũ Nữ, Vanda. Hầu như các giống lan ở đây đều nhập từ Thái Lan. Hiện hoa lan được thị trường ưa chuộng, không chỉ bán cành cho các shop hoa, mà còn được vô chậu bán với giá từ 40.000 cho đến 250.000 đồng một chậu tùy loại. Những nội dung tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, sau thành công vượt ngoài mong đợi, tất cả 6 dự án khoa học sinh Hậu Giang tại Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia tại khu vực phía Nam đều đạt giải thưởng. Làm sao để những dự án này trở thành những ứng dụng hữu ích trên thực tế và tiếp tục khơi gợi khả năng sáng tạo của học sinh? Vấn đề trong tuần sẽ bàn luận xung quanh câu chuyện này. Nhiều dịch vụ trong cấp đổi giấy phép lái xe theo hướng có lợi cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, vào thứ Năm ngày 16 tháng 3 vừa qua, đoàn học sinh tỉnh Hậu Giang tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc khu vực phía Nam được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu, đã để lại nhiều ấn tượng khi 6 dự án mang đi dự thi đều đạt giải cao. Trong đó có 1 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích và 7 giải đặc biệt của các trường đại học trao tặng. Những thành tích này đã góp nhặt thêm vào bảng quy chương của các giáo viên và học sinh của tỉnh nhà khi năm 2016 đã đạt 59 giải thưởng cấp khu vực và quốc gia. Giải thưởng nở rộ từ những tài năng trên vùng đất lúa đã thật sự tạo nên một hiện tượng mang tên Hậu Giang. Và những niềm vui vẫn còn động lại trong những nhà sáng chế nhí này. Khi đi thi thì cũng còn rất bỡ ngỡ vì các sản phẩm dự án của các tỉnh khác á, nó cũng có nhiều cái hay. Nhưng mà khi công bố giải thì được cái giải thế này về cho tỉnh nhà thì rất là vui và hãnh diện. Thông qua cuộc thi này thì em nghĩ là em học hỏi được một đầu tiên là cách trình bày mình nói chuyện với người khác, như mình tiếp chuyện người khác. Cái thứ hai là mình học hỏi được như là nhiều cái hay ở mấy cái đề tài, mấy đề tài khác mà mình chưa có nghiên cứu. Chúng ta vừa nghe và thấy những gương mặt rạng rỡ, những niềm vui lan tỏa từ chính sự cố gắng của học sinh Hậu Giang. Xin thông tin thêm cùng quý vị, tại cuộc thi năm nay có một dự án đạt giải nhì cấp quốc gia là xe canh tác lúa đa năng sử dụng năng lượng xanh của học sinh trường Trung học phổ thông Dị Thủy, huyện Dị Thủy. Và đây là giải thưởng cao nhất ở cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của đoàn Hậu Giang 3 năm trở lại đây.
Một điều đặc biệt nữa đó chính là giáo viên trực tiếp hướng dẫn sản phẩm này cũng đang có mặt tại trường quay để cùng trò chuyện với chúng ta trong chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn thầy Lưu Hoàng Thức, giáo viên của trường Trung học Phổ thông Vị Thủy, huyện Vị Thủy. Trước hết thì xin được mời thầy cũng như là quý khán giả cùng theo dõi những tính năng của sản phẩm độc đáo xe canh tác lúa đa năng sử dụng năng lượng xanh. Quả là một thiết kế có nhiều chức năng rất tiện lợi, giúp ích rất nhiều trong sản xuất của người nông dân. Chỉ một chiếc xe mà tích hợp được việc cắt cỏ, đánh rãnh nước, cắt lúa hai tầng, xạ hàng và thùng phun thuốc bảo vệ thực vật. Và điều đặc biệt là điều khiển tự động sử dụng pin năng lượng mặt trời. Đây là một xu hướng mà các nước trên thế giới đang áp dụng vào sản xuất để tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Thưa thầy, một thiết kế xuất sắc như vậy, không biết ý tưởng này là các em nảy sinh từ lúc nào và đã được thầy hỗ trợ ra sao ạ? Ý tưởng của các em được xuất phát từ cuộc sống hàng ngày. Hàng ngày các em đi học về thì thấy ba các em sợ dắt cho mình thuốc trên dây rất là nặng nhọc. Nên các em đã tìm tòi trên mạng thì thấy có rất là nhiều máy xịt thuốc chức năng điều khiển từ xa. Nhưng mà chi phí thì rất là cao. Nên các em đã nảy sinh ý tưởng là sử dụng bằng pin năng lượng mặt trời để thiết kế một loại xe xịt thuốc có chức năng tương tự mà không gây ô nhiễm môi trường bằng chức năng mặt trời. Sau khi được thực hiện được chức năng xịt thuốc thì các em lại nhìn thấy được cắt bông cỏ và lúa hai tầng của người nông dân cũng cực khổ, nên các em đã tiếp tục mà lắp đặt thêm một chức năng nữa là cắt bông cỏ và lúa hai tầng để từ đó nông dân được bán lúa được giá cao hơn, và tiếp theo đó là tránh cảnh thoát nước và kéo trang bằng mặt ruộng và xạ hàng. Các chức năng tổng cộng cho là được 5 chức năng. Thì trong quá trình thực hiện thì các em cũng gặp khó khăn là mua linh kiện. Thì bản thân là giáo viên hướng dẫn thì tôi đã giúp các em tìm các linh kiện về, rồi các em tự tìm tòi nghiên cứu lắp đặt và liên nhờ mấy thầy giáo viên trong nhà trường về có môn lý hóa đồ để hỗ trợ các em lắp ráp. Thì đến hôm nay đây sản phẩm đã được hoàn thiện như ngày hôm nay. Vâng, như thầy vừa chia sẻ thì ý tưởng của các em đã được xuất phát từ những điều rất bình dị trong cuộc sống, đó chính là giúp đỡ những người nông dân. Và qua bàn tay cũng như là trí tưởng tượng của các em thì nó đã trở thành một dự án rất là thiết thân với người nông dân, phải không ạ? Thưa thầy, để ươm mầm và khích lệ những tài năng này thì ở vị trí là người hướng dẫn trực tiếp cho các em, thì không biết thầy suy nghĩ cũng như là chúng ta cần phải làm gì để hỗ trợ và quan tâm các em ạ? Thì hiện tại như bây giờ sản phẩm đã được ứng dụng thực tế thì nhưng mà còn chưa có hoàn thiện lắm, như ở dụng chủng thì còn những khuyết điểm. Thì nếu được đầu tư và nếu được hỗ trợ về kinh phí thì các em sẽ mua được linh kiện tốt hơn và pin thì hoặc bình tốt hơn để được sử dụng lâu hơn. Thì ở một góc độ giáo viên hướng dẫn thì vẫn nhận thấy trong tỉnh để phong trào sáng tạo trẻ của tỉnh Hậu Giang phát triển thì cần được sự quan tâm của các ban ngành về cơ sở vật chất để các em có điều kiện mua được linh kiện tốt và mạnh dạn thực hiện cái đề dự án của mình. Thứ hai là cần có sự bản thân thấy là cần phải có tạo sự giao lưu giữa các câu lạc bộ trong nhà trường trong tỉnh Hậu Giang để từ đó các em có thể nảy sinh ý tưởng nhiều hơn và giáo viên cũng như vậy, định hướng được giáo viên phát triển ý tưởng nhiều á thì từ đó sẽ đem phong trào tỉnh thế hệ trẻ của tỉnh Hậu Giang phát triển mạnh hơn. Vâng, cảm ơn thầy. Thưa quý vị và các bạn, những sáng kiến bắt nguồn từ cuộc sống như thế này đã góp phần mang lại một niềm tin về phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và thân thiện với môi trường. Mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện nghiên cứu, nhưng qua những nỗ lực của từng học sinh và giáo viên đã góp phần tạo nên những bước phá rất đáng tự hào. Xin được cảm ơn thầy Lưu Hoàng Thức, giáo viên của trường Trung học Phổ thông Vị Thủy, huyện Vị Thủy đã tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay với những ý kiến hết sức là chân tình, và xin được chúc thầy cũng như là các em của mình sẽ thành công hơn nữa với niềm đam mê. Thưa quý khán giả, sẽ không là khập khiễng khi chúng ta nói rằng sáng tạo của học sinh là không có điểm dừng. Và khi những sáng tạo đó lại xuất phát từ sự đam mê, từ lòng yêu quê hương, thương cha mẹ, thì khát khao biến cái ý tưởng thành hiện thực lại cháy bỏng hơn lúc nào hết. Quan trọng là ngành giáo dục sẽ định hướng như thế nào để những sáng tạo này được duy trì và không bị lãng phí.
duy trì sinh hoạt câu lạc bộ khoa học kỹ thuật một tháng một lần. Là cách giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Cây Dương, huyện Phụng Hiệp thúc đẩy phong trào sáng tạo. Với hình thức sinh hoạt này, các thắc mắc và những ý tưởng mới sẽ được nảy sinh trong quá trình trao đổi trực tiếp. Tuy nhiên, với một người hết lòng vì học sinh đam mê khoa học như thầy Lê Văn Gô, việc đào tạo nguồn nhân lực phải được quan tâm ngay từ đầu. Các trường thì nên tạo cái nguồn để hoạt động. Ví dụ như năm nay là các em 10, 11 thì duy trì, nếu mà được chúng ta liên hệ các cái trường cấp 2 là những em nó cũng có đam mê, thì những giáo viên hướng dẫn đó chúng ta cũng nên khai thác như vậy để tạo một cái lộ trình lâu dài. Thứ nhất là chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh nghiên cứu khoa học phù hợp với cái thực tiễn của đơn vị mình. Và bên cạnh đó thì Sở Dục cũng đã thành lập cái câu lạc bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh để hỗ trợ cho các cái trường tham gia. Thứ ba là Sở Dục cũng sẽ phối hợp với trường Đại học Cần Thơ cũng như là các cái viện, các trung tâm khoa học công nghệ, và Sở Khoa học Công nghệ sẽ có cái tư vấn rồi hỗ trợ về kinh phí cũng như là cơ sở vật chất để các em nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào trong thực tiễn sẽ tốt hơn. Việc phát hiện, bồi dưỡng kịp thời các tài năng nhí là việc làm cần thiết thông qua các tổ nhóm nghiên cứu khoa học. Từ việc thành lập thí điểm tại một số điểm trường, đến nay 23 trường trung học phổ thông trong tỉnh đều thành lập câu lạc bộ khoa học kỹ thuật và tạo ra sức lan tỏa lớn. Có thể nhiều người sẽ bất ngờ vì Hậu Giang, nơi từng được xem là vùng trũng về giáo dục ở đồng bằng sông Cửu Long, lại có quá nhiều ý tưởng, những tài năng phát sinh như thế. Khó khăn không phải là ranh giới để những sáng tạo bị bó hẹp, mà chính khó khăn đã làm cho những ước mơ của các em được thổi lên một cách đầy khát vọng như vậy. Và việc còn lại là cần có những chính sách khuyến khích nhân tài và hỗ trợ kịp thời để tài năng được tiếp tục chắp cánh. Thưa quý vị, cứ đến mùa cưới hay muốn tổ chức bữa tiệc ở bất cứ tuyến phố, con đường nào, chúng ta cũng đều có thể bắt gặp những chiếc rạp rực rỡ sắc màu như thế này. Tuy nhiên, đối với những hộ dân sống ở khu vực đô thị, vì không có không gian trống trải, nhiều gia chủ dựng rạp ngay dưới lòng đường, trên vỉa hè để tổ chức đám tiệc. Điều này vô tình làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là một rạp đám tiệc vừa được dựng lên nằm trên tỉnh lộ 931B, đoạn trước Ủy ban dân thị trấn 7000, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Theo quan sát, rạp tiệc được dựng nằm trọn dưới lòng đường, chiếm gần hết một làn đường của người tham gia giao thông, gây khuất tầm nhìn người đi đường. Dẫu biết cơ quan chức năng không áp dụng xử phạt đối với hành vi này trong những trường hợp gia đình có hiếu hỉ, tuy nhiên, người dân cần có ý thức sắp xếp địa điểm tổ chức đám tiệc hợp lý, tránh trường hợp gây mất trật tự an toàn giao thông. Để từng bước đơn giản thủ tục hành chính, giảm chi phí đi lại của người dân, trong thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều giải pháp rất có hiệu quả. Trong đó, cấp giấy phép lái xe xuất hiện nhiều dịch vụ, giảm chi phí đi lại, có nhiều lợi ích cho người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thay vì mất nửa ngày để xuống Sở Giao thông Vận tải, thì nay anh Đặng Hoàng Kha chỉ cần mất khoảng 1 tiếng đồng hồ đến tại Bưu điện huyện Châu Thành A để làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Đóng phí 135.000 đồng, 14 ngày sau là bưu điện sẽ trả giấy tờ tận nhà. Riêng mức phí dành cho liên tỉnh là 80.000 đồng và không ấn định thời gian. Tại vì cấp phép bưu điện thì thời gian nó ngắn hơn, chứ đi nó cũng dễ thuận tiện đường. Mình cũng nhờ mấy anh bưu điện nè, có chuyến rồi đi có tỉnh phát về, rồi đem về giao tới nhà mình cũng được. Thì để cho tạo cái thuận lợi cho người dân là khi đến tham gia. Còn một nửa thì đơn vị cũng bố trí một cái nhân viên mà có năng lực đó, để mà hướng dẫn cái người dân khi cái cách ghi chép cũng như là cái chuẩn bị hồ sơ. Thưa quý khán giả, bên cạnh cung cấp dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe qua bưu điện thì Sở Giao thông Vận tải tỉnh còn cung cấp dịch vụ đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe tại nhà qua mạng Internet. Người dân có nhu cầu chỉ cần truy cập vào địa chỉ sogtvt.hauchang.gov.vn, sau đó đến sở chụp ảnh đóng phí là có thể nhận lại giấy phép lái xe mới. Khi đạt kết quả rồi đó thì chúng tôi tiếp tục đó là bàn với trung tâm đào tạo các cấp để từng đơn vị cũng là thực hiện cái phương án là đưa qua đường bưu điện cấp phát tận nhà cho người dân.
Sau gần một năm triển khai thực hiện, đến nay Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành cấp đổi được hơn 24.000 giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện và hơn 150 giấy phép lái xe được đổi trực tuyến qua mạng. Đầu tháng 3 vừa qua, đơn vị còn triển khai thêm các dịch vụ như cấp giấy chứng nhận đăng ký bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải qua hệ thống bưu điện. Qua đó đã khẳng định bước tiến mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính công tại sở, tạo thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chấp hành đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2019. Ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, đánh giá cao các hoạt động của đoàn thanh niên trong năm vừa qua đã dần thực chất hơn, hướng đến nhiều hoạt động có ích cho cộng đồng. Nổi bật là công trình tưới nước tiết kiệm tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, giúp bà con dùng hạn mặn đảm bảo có đủ nước tưới trong sản xuất. Trong nhiệm kỳ, đoàn cơ sở đã nhận phụng dưỡng một mẹ Việt Nam anh hùng, thăm tặng quà cho hơn 20 mẹ và gia đình chính sách trong và ngoài tỉnh, vận động được hơn 200 triệu đồng và nhiều phần quà dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Để hoạt động đoàn ngày càng phát huy được hiệu quả, ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, yêu cầu Ban chấp hành đoàn cơ sở mới phải tập hợp và khơi gợi tinh thần đoàn kết và sáng tạo trong thanh niên. Ngoài chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thì lực lượng thanh niên cần phải nhận đỡ đầu cho 12 nhân vật của chương trình Hoa Lúa và Trai Viết Tâm Hồn, tiếp sức để các em có điều kiện được đến trường. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí. Anh Phạm Huy Sang được bầu làm bí thư đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2017-2019. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.